hai anh em mình đang chuẩn bị tần cảnh lắp cái đôi chắn bùn Thái các bạn nhá. Con này là chắn bùn Thái nha các bạn. Đây. Đấy, các bạn biết đấy, anh em đang lắp cái mô tô này các bạn này. Của hàng. Mấy bác của Việt Nam rất là ngon luôn anh em nhá. Lắp phát là vừa luôn này, không phải đục lỗ. Vừa khít luôn anh em này. Ông đây anh em xem không? Đấy, anh em xe Hino Việt Nam đục phát là vừa lỗ khít luôn anh em nhé. Không phải chế cháo cái gì luôn, vừa khít luôn các bạn. Lắp rất là nhanh chóng. Đấy, đây chắn bùn cao su Thái anh em nhé. Đấy, bạn thấy không? Ốc, bốn ốc này. Đấy, hình này nó có nhiều hình nhá. Cái size này của nó là size 60-60 anh em nhé. Lắp vào bánh xe sau, còn bánh trước của nó là 54-40. Còn nếu mà chắn đen động thì là 60-80. Rất là đơn giản luôn. Anh em mình vừa lắp xong nhá các bạn nhé. May đấy, vừa xong thì mưa. Thank you em nhiều, anh cảm ơn nhá, chạy nhá. Thank you em. Và anh em nhớ ủng hộ mình nhá, theo số điện thoại là 0978823083 và 0978823038. Xe Hino mới đấy các bạn, Euro 4. Hiện tại thì mình vẫn đang làm việc ở 98A nhá. Chỉ tầm khoảng hơn 1 tháng thôi là mình sẽ phá hủy ở đây, mình không làm ở đây nữa mà sẽ chuyển sang số nhà 110 cách nhà mình 4 nhà. Mong nhận được sự ủng hộ anh em trên cả nước các bạn nhá. Cảm ơn em trai rất là nhiều luôn. Đội xe Elok Tân Đạt. Thank you em trai Tân Đạt nhiều. Đấy, các bạn nhìn lại nhá. Hơi lép đấy, ong này các bạn, giá căng nét luôn các bạn. Các bạn thấy ong không? Căng nét luôn. Đấy, đồ cao su lắp vào phát nhìn xe nó căng nét luôn các bạn, đúng không ạ?